Tiếp tục đi bắn cá trên kênh nha mọi người. Bắn phát đầu tiên nha. Dính luôn. Lụm không? Lụm chứ. Hay. Quá đỉnh. Pha bắn cá quá. Trời ơi nó bự. Quá đỉnh. Quá hay rồi. Bọc đâu? Bọc đi Chiến. Chiến cầm bọc đi, Chiến cầm bọc đi. Kìa lắm. Nổi nữa kìa bây. Trời ơi trời bự. Đâu rồi đã đưa cái cây. Lỡ có cái cây. Ừ. Để đó, để bọc đi. Dơ. Rồi, được rồi, cảm ơn. Bên này dắt lính theo nè. Đâu lính chào mọi người nha. Hello bạn. Này em nha. Nó nổ ngoài nữa kìa. Nó ngay chỗ cây bình bát ra. Nó sát bên á, sát lặn rồi. Trời ơi nổi góc chỗ cái góc bình bát gì kìa. Lượng bự à, đây này bắn lượng bự mọi người. Tại cá nhỏ nhiều lắm. Trời ơi. Dính không? Trời ơi pha giờ cũng dính nữa, quá hay. Lượng hụt chứ. Con này giờ sợ dính meo nha. Tụi thôi. Coi như bắn dính bụng trời. Sao quá, bắn chút xíu nó hụt. Con thứ hai nha mọi người. Chỗ một ngày hai con. Đó, bả luôn. Nay đi gặp cá bự bự mà, cá nhỏ không có bắn. Đường kinh này nhiều nhà quá. Nãy mới thấy dòm này, đừng đi bển chứ. Đừng đi bển. Đứng im chỗ đi. Đứng im chỗ thôi. Kìa nổi lên ngõ chỗ có con bác, chỗ có con bác thấy không? Cái nhanh bác ra đó, nhanh bác ra. Bắn luôn đi. Lỡ tay bắn luôn. Điện thoại này quay zoom không được mọi người. Điện thoại kia hư rồi. Dính rồi đó. Trời ơi tạt ngang cái đầu luôn trời. Rồi chết cá rồi. Dính rồi mà nó xiên ngang luôn á. Thấy tạt ngang đầu gõ gà, canh góc quá dữ. Ghê thiệt. Đi. Thôi đi. Đi kiếm chỗ khác. Ba con, một chỗ một ba con. Ba con gì cũng như vậy. Đó. Rồi. Một pha canh cá mà.
là pha canh cá kỹ kỹ lực, nổi lên kìa, nổi lên kìa, vừa nó nổi cái lặn. Nổi lên, nổi lên Hiệp, nổi lên Hiệp. Dính rồi đó. Dạ. Trời ơi. Nó bắn chơi nha mọi người, lâu nãy giờ không có gặp. Hụp lên, hụp xuống, hụp lên, hụp xuống. Dính không? Dính đó. Thấy kéo chạy chạy đó, xảy nó đi. Ê, được. Hay quá, cá nhỏ xíu bắn dính là hay lắm nha mọi người. Cá bự bắn dính là chuyện bình thường. Hồi nãy không đi không thấy cá. Đầu trùng hay gì kìa, nó sóc trùng á, cho gốc dừa á, sóc á, đầu trùng á. Liền rồi bỏ bọc, mình bắn bỏ bọc. Dính à? Nhẹ vậy? Ừ, dính mà nhẹ té à? Con. Lại. Cá phi nhỏ. Cá đại đỡ buồn. Canh cá đường hồng rồi gặp cá phi nhỏ bắn luôn nha mọi người. Đường hồng ngay chỗ đường kinh 17, ngay cống 17 mà đi chưa? Có cá đường hồng nữa. Chưa. Cái trọng có đường hồng có phi nữa. Nó nổi cũng dữ lắm. Bắn cao thì nó dính với bụng một xíu vậy ta. Nó chả ta. Sáng múc á. Sáng múc trong kia kìa. Có một cái nữa. Sáng múc rút trong kia kìa em ơi. Anh nội hôm nay. Tại hẹp á. Ờ, hụt đường hồng ổn quá. Bắn trúng đường hồng. Con cá phi được rồi. Canh cá đường hồng lượm được con cá phi. Đường hồng ổn, cá đường hồng. Bữa nay bắn kinh nước trời nắng quá, thất bại. Bữa nay đi nói chung gặp không nhiều. Toàn là cá nhỏ nhỏ thôi.